Xin chào mọi người. Hôm nay Lộc giới thiệu với mọi người chiếc xe Terramon và những điểm đặc biệt trên chiếc Terramon này. Thứ nhất, đây là một chiếc xe 7 chỗ full size thương hiệu Đức và nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đặc biệt số 2 đó chính là thiết kế ngoại hình của chiếc xe mạnh mẽ, hầm hố với những đường dập nổi. Đấy, mọi người thấy ở phần đầu xe cũng như là nắp capo, những cái đường dập nổi mạnh mẽ. Logo ấn tượng. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật trên chiếc Terramon. Đặc điểm số 3, ấn tượng bởi bộ đèn thông minh IQ Light, thiết kế thẩm mỹ, và bộ đèn này được tích hợp đèn daylight ban ngày, đèn sương mù và đèn có tính năng mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua, đồng thời với tính năng coming home và living home. Đây là một đặc điểm ấn tượng trên chiếc xe Terramon về bộ đèn mang lại sự chú ý và thẩm mỹ cho chiếc xe Terramon này. Và chúng ta sẽ cùng thử tính năng coming home và living home của chiếc xe Terramon. Đặc điểm số 4 hết sức ấn tượng đó chính là về tính năng an toàn. Terramon được đánh giá an toàn 5 sao bởi cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ NHTSA. Với tính năng an toàn này, khi chúng ta mở cánh cửa ra, đóng cánh cửa lại thì chúng ta sẽ thấy cánh cửa rất là nặng và tiếng đóng cửa hết sức là chắc chắn. Điều đó cho chúng ta thấy khung xe được thiết kế liền khối với những thanh thép chịu lực xung quanh xe, giúp cho chiếc xe có độ an toàn rất cao theo tiêu chuẩn an toàn 5 sao. Và một đặc điểm số 5 mà Lộc muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là khi chúng ta nhìn ở hướng ngang thì chiếc xe mạnh mẽ, và đặc điểm đó nó được thể hiện bởi thiết kế những cái đường dập nổi kéo từ phần đầu xe đến đuôi xe. Mọi người thấy chiếc xe là mạnh mẽ khi chúng ta nhìn ở phương ngang. Đặc điểm số 6, đóng và mở cốp xe bằng nút bấm trên chìa khóa. Chúng ta sẽ mở cốp xe, nhấn vào cái nút mà mở cốp và thực hiện đóng cốp. Chúng ta cũng sẽ thực hiện như thế này, chúng ta sẽ nhấn vào nút này, nút đóng cốp, nó sẽ đóng cốp xe lại. Đây là một tính năng rất là tiện dụng. Điểm số 7 chú ý trên chiếc Terramon động cơ, chúng ta cùng xem qua động cơ của Terramon. Thiết kế đơn giản, động cơ của Terramon là 2.0 Turbo TSI, 220 mã lực, mô men xoắn 350. Chúng ta cùng nhìn qua khoang động cơ. Một điểm nữa đó là điểm số 8 ở trên Terramon, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, tích hợp đèn báo rẽ ấn tượng. Gương chiếu hậu bản to, nhìn sâu. Đây là điểm số 8, đặc điểm số 8 của Terramon. Điểm số 9, cảm biến mở cửa được trang bị trên 4 tay nắm cửa. Chúng ta chỉ cần đặt tay lên và mở cửa ra, và khi đóng lại chúng ta chỉ cần che cảm biến là xe sẽ khóa lại. Nó được trang bị trên cả 4 cánh cửa, 2 cửa trước và 2 cửa sau.
chúng ta lóc lại cũng sẽ là che cảm biến, và khi mở cửa thì đặt tay lên. Đặc điểm số 10 đó là phần bên trong không gian xe, phần phía trước chúng ta sẽ thấy nổi bật hơn bởi những thanh gỗ được ốp lên đây, giúp cho chiếc xe phía trước của chúng ta sang trọng hơn và thiết kế đơn giản nhưng rất là tinh tế. Đó là đặc điểm số 10 trên xe Terramon. Màn hình lái của Terramon điểm số 11 mà Lộc nhắc đến, với những giao diện thông minh đẹp. Chúng ta có những giao diện đặc biệt, và ở giữa chúng ta thấy có một cái la bàn, với những cái hướng đông tây nam bắc. Đây là màn hình lái digital cockpit của Terramon, đặc điểm số 11. Đặc điểm số 12 trên Terramon, điều khiển màn hình giải trí bằng cử chỉ. Thí dụ như chúng ta muốn chuyển qua, đây, Lộc chỉ cần gạt qua, mọi người thấy không ạ? Gạt qua gạt lại. Đó, đây nó có cái bàn tay nè. Đây là cái biểu tượng của cái tính năng điều khiển bằng cử chỉ nha. Đó, gạt qua gạt lại. Điểm số 14, hộp số Terramon. Terramon được trang bị hộp số tự động 8 cấp, sang số êm ái mượt mà. Điểm số 15, chế độ lái trên Terramon: đường tuyết, đường trường, đường off-road và off-road custom. Trên mỗi cung đường này chúng ta sẽ được chọn chế độ tùy chỉnh theo sở thích lái của từng người. Chúng ta sẽ thay. Terramon hướng đến việc phục vụ gia đình, phục vụ những người ngồi trên xe, cho nên trong xe được thiết kế đến 17 hộc chứa đồ. Chúng ta đấy thấy phần đây là một cái hộc chứa đồ vừa được thiết kế thẩm mỹ, mà nó có mục đích là để chứa đồ của chúng ta, ví dụ như là điện thoại hoặc cái bóp. Rồi, phần ngay phần trung tâm này chúng ta cũng có một hộc chứa đồ lớn ở phía dưới cái bệ tì tay, và xung quanh những cánh cửa phía trước, phía sau cũng như là ở hai ghế cuối cùng thì đều có những cái hộc chứa đồ ở hai bên. Đấy là mục đích để mà Terramon hướng đến việc phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Một trang bị ấn tượng nữa, cửa sổ trời toàn cảnh trên Terramon. Đây là cũng là một trang bị để hướng đến việc phục vụ gia đình cho những chuyến hành trình xa, cho những chuyến du lịch của gia đình chúng ta. Hàng ghế giữa rộng rãi thoải mái, di chuyển nhẹ nhàng lên phía trước, phía sau di chuyển được, và có thể điều chỉnh nghiêng ra phía sau, giúp cho người ngồi phía sau có một cái vị trí thoải mái nhất. Đặc điểm số 19, thiết kế kính phía sau tối màu, có thêm tấm rèm che nắng để phục vụ người ngồi đằng sau. Điểm số 21. Đặc điểm số 21, hai ghế phía sau cho chúng ta một không gian rất là rộng rãi, và như mọi người thấy Lộc đang ngồi với tư thế thoải mái nhất để có những đoạn đường xa, những cuộc hành trình, những cuộc du lịch rất là xa và thoải mái mà không làm bất cứ người nào trong xe phải mệt mỏi. Phía sau có thêm cửa gió cho hai người ngồi phía sau, và có những cái hộc chứa đồ để chúng ta có thể để ly nước hay là bánh trái gì phía sau này. Đây là thiết kế
phục vụ cho toàn bộ 7 người ngồi trên xe, hướng đến việc phục vụ gia đình và phục vụ gia đình một cách tốt nhất. 22 là chúng ta sẽ gặp được cái hàng, hai hàng ghế phía sau thành một mặt phẳng và mặt phẳng, một mặt phẳng như thế này. Được, mọi người sẽ thấy rất là thoải mái. Đây, đây là một mặt phẳng đặc biệt trên chiếc Teramon để chúng ta có thể tạo thành một mặt phẳng khi mà chúng ta đi du lịch, đi cắm trại. Điểm số 23 đó là mâm xe tận chắc chắn, đồng thời mâm xe 20 để phục vụ cho việc một chiếc xe thể thao hơn và một chiếc xe mang tính chất off-road hơn. Đặc điểm số 24 đó chính là khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe đạt đến 235mm, phù hợp cho mọi cung đường, đồng thời cho hình dáng xe một phong cách khỏe mạnh, linh hoạt. Và một đặc điểm hết sức nổi bật là chiếc xe có giá thành 2.349.000.000. Lộc rất hân hạnh được chia sẻ đến mọi người thông tin chi tiết về Teramon 2022. Mọi người có nhu cầu về xe Teramon, xin hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0909 171 299 để có những ưu đãi tốt nhất, có cách phục vụ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người hãy đăng ký kênh và share cũng như like video của Lộc để Lộc có nhiều động lực để chia sẻ đến mọi người những thông tin về xe hơi, nhất là xe mua sơ gần tại thị trường Việt Nam.